Xin chào anh em, hôm nay về với kênh của Đức Mado thì chắc là anh em tham khảo cũng nhiều sau khi mình lên cái sản phẩm có tên gọi là Q5 thì mọi người đang nhầm với rất là nhiều bên thương hiệu đó là Zabo và Xích Long đúng không ạ? Vì nhà mình được đợt trước cũng đã lên sản phẩm Xích Long Q5 rồi. Nhưng cái chiếc Q5 trước mặt mọi người đây nó sẽ khác hoàn toàn so với những cái chiếc Q5 trên thị trường nhá. Khác ở những đặc điểm nào thì ngay bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào chiếc xe Đài Linh Q5 này đến chính hãng từ nhà máy Đài Linh và nó sẽ khác rất là nhiều về tính năng, về vận hành và về động cơ. Nó cũng sẽ là một sản phẩm chính hãng đến từ nhà máy Đài Linh đồng bộ toàn bộ xe. Rồi, bây giờ chúng ta vào về phần thiết kế đầu xe. Thiết kế phần đầu xe này chúng đã khác nhau rồi. Mọi người có thể nhìn thấy đây. Đây sẽ được trang bị là đèn 3 bi LED, 3 bóng bi LED nhá. Đây. À, đây này ba bóng bi led cực kỳ là to và tập trung ở một dứa này chứ nó sẽ không phải là hai bóng bi led nhỏ nhỏ ở hai bên nữa ba bóng bi led này có cường độ chiếu sáng cực kỳ là xa hơn so với hai bóng đúng không ạ rồi và đèn định vị ban ngày của chiếc Q5 này của chúng ta đã được thích hợp một giải đèn đen ở đây và có tích hợp đèn xi nhan ở hai bên ở lên đây mình sẽ bật cho anh em xem đấy mọi người thấy thấy không đấy rồi về phía chắn bùn của chiếc xe, chắn bùn của chiếc xe Dailin này sẽ được sơn đồng màu với cái màu xe Và ở đây có thương hiệu logo chữ A là nhà máy Dailin Đấy, Dailin đây Đấy, logo ở càng cũng sẽ có đầy đủ nhé Vì đây là một chiếc xe điện ba bánh chính hãng từ nhà máy Dailin Và chiếc xe này được sử dụng bánh 310 lốp và lốp không xăm Rồi, vận hành cực kỳ là êm ái Và trước mặt anh em đây là một cái màu đỏ pha với màu kem Nhìn rất là thoáng xe và hiện tại trên cái chiếc xe này mình đang lắp một cái bạt chùm mưa cho chiếc xe này khi mà mùa mưa chúng ta có thể hạ xuống khi mà mùa lắng chúng ta có thể nhấc lên như thế này nhìn nó đỡ sồ xề hơn và sâu ở phía phần bên trong nữa thì những cái thanh sắt này cũng sẽ được sơn cùng màu ví dụ như màu đỏ chiếc xe này sẽ có ghế màu đỏ luôn và cũng có logo nhà máy Dailin ở dập ở thân ghế và mặt tựa lưng đằng sau ghế và đây chúng ta sẽ có phanh tay và có học để nước ở đây nữa nhá. Có phanh chân đều đầy đủ cả. Đấy, và chiếc xe này có thể kết nối với điện thoại để chúng ta được nghe được nhạc ở trên chiếc xe này khi chúng ta di chuyển. Đó là đặc điểm thứ hai, nó đã khác nhau rồi đúng không ạ? Và trên chiếc xe này của chúng ta sẽ được chạy động cơ là 800W và có công suất cực đại lên đến 1200W. Và ở trên chiếc xe này chúng ta sẽ được hiển thị màn hình điện tử full LCD. Đây là phanh tay. Đấy, Màn hình điện tử full LCD ở đây nhá. Đây. Mở lên này, chúng ta sẽ có màn hình điện tử full LCD có logo chữ A của nhà máy Dailin ở trình giữa màn hình. Đấy, có nút B hiển thị ở bên phải, bên trái màn hình. Đấy, và có phần trăm báo pin, có số 1 2 3 hiển thị ở chính phần tabli này. Đấy, mọi người có thể thấy không? Và có hai hộp để đồ, chắc chắn rồi chiếc xe này sẽ được sử dụng gương kính chỉnh bằng điện này. Đấy, gạt mưa chỉnh bằng điện chứ Đấy, mọi người thể thấy không và cái khoảng sáng của cái chiếc xe này nó sẽ cao hơn so với những cái chiếc xe Q5 trên thị trường nó sẽ như thế nào anh em thể thấy mình đang đứng 1 mét 83 mà nó đã gần sấp xỉ bằng mình rồi thì cái khoảng sáng chiều cao ấy nó sẽ hướng cho chúng ta là thoáng hơn mát hơn đúng không ạ Đấy, và về phía phần đằng sau này của chúng ta sẽ được trang bị một cái đèn giải từ phải qua trái đây anh quay phim quay vào cho mọi người xem nhá Đấy, đèn xi nhan tích hợp trái, phải, có phanh, đấy, còi đều đầy đủ cả. Và chiếc xe này của chúng ta khi đi chúng ta chở chở được 3 người lớn, gồm là một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải và một người ngồi ở phía đằng trước để di chuyển 3 người. Đấy. Chiếc xe này của chúng ta sẽ có một số uh, giấy tờ gồm là giấy tờ nhà máy Lin này. Đấy. Và ở trong cốp này của chúng ta sẽ đựng được khá là nhiều đồ. Đây, gồm là sạc này, mọi người thì thấy đây. Logo nhà máy Dailin này, giấy tờ của nhà máy Dailin, sổ bảo hành tất cả đều đầy đủ. Khi cái hộp này chúng ta không cần chờ đến người, chúng ta có thể uh, uh, chờ hàng hóa ở trong này đều được, đúng không ạ? Đấy, mọi người thấy Rồi, à, và bình ắc quy trên chiếc Dailin này của chúng ta sẽ khác gì so với trên thị trường thì mọi người có thể nhìn vào đây nhá. Cái bình bởi xe Minh Đức cung cấp nó sẽ to gấp đôi cái bình bình thường này giải dài từ đây qua đây này anh em đi đo găng tay thì biết này đấy mọi người thấy thấy không nó ra đến tận đây cơ bình này thì có công suất lên đến 41 AH cung cấp quãng đường từ 90 cho đến 110 km cho một lần sạc so với cái xe điện ba bánh mái tre này với cái giải 5 bình ắc quy 41 AH và người ta bảo anh em bình 41 AH như thế nào thì anh em phải lôi ra sờ thử tay cầm xem nó có nặng không vì cái bình này nó đến 9,2 cân hay sao ấy cho một cái cục bình này cơ Thì chúng ta sẽ đi được xa hơn này Vận hành êm ái hơn này Đấy, đấy là những đặc quyền đến từ nhà máy Dailin Và có sạc điện thoại không dây nữa Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi về Những cái tính năng mở khóa của trên chiếc xe này Chúng ta sẽ có một cái thẻ từ nữa là khi đi đâu chúng ta chỉ cầm một cái thẻ nhựa này thôi Chúng ta chạm vào mặt đồng hồ là chúng ta có thể đi được này Đâu nhỉ Đấy, Đấy, chạm vào đúng logo chữ A nhé mọi người nhé Đây này, đấy, chạm vào là nó sẽ bật tắt được này Đây này, bây giờ mình bật rồi đúng không? Mình sẽ đưa anh anh quay phim cầm cái bộ chìa khóa này nhé Mình sẽ không cầm nữa, mình sẽ vấn đi cho mọi người xem này Xời cực kỳ là êm ái và mượt Đấy thì thấy bây giờ chúng ta sẽ phải quay đầu lại mà nó đang hơi nóng quá muốn bỏ rẻ này ra quá đã nóng rồi đã phải review cho anh em. Vẫn em mượn cái chìa khóa. Đây. Chúng ta sẽ tắt đi bằng cái ứng dụng Chặn thẻ. Đấy. Mọi người thì thấy không? Nút P khóa toàn trẻ con. Đấy, rồi. Đây là khi xe chạy có đầy đủ số tiền, số lùi và vận hành cực kỳ là êm ái Đấy Chiếc xe này còn có thể kết nối loa nghe nhạc điện thoại được cho anh em Thế nên là anh em không phải lo lắng về những cái vấn đề đấy Ôi nóng quá Chui vào cái bàn này nóng nữa chứ mọi người ạ Đấy Rồi Thì theo mọi người Giá thành của em nó chỉ có 28 triệu 900 nghìn Bao gồm miền phí ship vận chuyển đến toàn quốc cho mọi người Thì uh, giá thành này nó có hợp lý với túi tiền của anh em không? hãy để lại comment ý kiến phía bên dưới của kênh Đức Maro nhé. giờ thì Đức Maro cũng phải xin chào hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau của của Đức và đây anh quay phim quay vào đây những cái bắt 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 những cái thanh sắt này mái che này của trên chiếc Dailin cực kỳ là gọn gàng và chỉnh chu này. đấy. thế nên là anh em việc gì phải đi mua những cái xe rẻ tiền làm gì đúng không ạ? rồi anh em muốn mua xe đắt tiền thương hiệu lớn thì qua gặp Đức Maro nhá. Giờ thì cũng phải xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau của Đức Mario.